Họa Lò là một nhà tù lớn thuộc loại kiên cố nhất do thực dân Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19 để giam cầm những chiến sĩ yêu nước. Đây là một chứng tích tội ác của chủ nghĩa đế quốc xâm lược, và từ nó đã phơi bày những mưu đồ và hành động tàn bạo của nhà cầm quyền thực dân với nhân dân Việt Nam. Ngày nay, nhà tù Họa Lò chỉ còn lại một góc phía đông nam, là nơi lưu giữ khá nhiều tư liệu quý, được trưng bày khoa học, là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi về thủ đô. Một trong những con phố ngắn nhất của Hà Thành trước đây được mang tên phố nhà tù Rue de la Prison. Nay chỉ có duy nhất một số nhà, số 1 phố Hỏa Lò, chính là nhà tù Hỏa Lò nổi tiếng. Sau khi chiếm được Hà Nội, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc bình định, đàn áp những người yêu nước. Là sản phẩm của chính sách thực dân, nhà tù Hỏa Lò được xây dựng đồng thời với tòa án, sở mật thám và những công cụ bạo lực khác gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương. Nhà tù Hỏa Lò được khởi công xây dựng vào năm 1896. Đây là một nhà tù kiên cố vào loại bậc nhất Đông Dương được thực dân Pháp xây dựng ở Hà Nội, nơi Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chọn nơi đây là thủ phủ liên bang Đông Dương. Vì thế, nhà tù có tên là Prison Central, nhà tù trung ương. Sau này đổi tên là Mansion Central, ngôi nhà trung ương. Công trình kiên cố này được xây dựng trên đất làng Phụ Khánh, Tổng Vĩnh Sương, huyện Thọ Xương cũ của Hà Nội. Làng Phụ Khánh vốn là một làng nghề thủ công chuyên sản xuất đồ dân dụng bằng đất nung nên được gọi là làng Hỏa Lò. Từ đó, nhà tù cũng được gọi bằng cái tên nhà tù Hỏa Lò, mặc dù nó vốn có tên là Đề Lao Trung ương. Nhà tù Hỏa Lò được xây dựng trên diện tích rộng hơn 12.000 m², bao quanh nhà tù là một bức tường xây kiên cố bằng đá, cao 4 m, dày 0,5 m, có cốt thép, trên có cắm mảnh chai và dây thép gai kèm theo nguồn điện cao thế. Dưới chân tường phía trong là đường tuần tra rộng 1,2 m, dùng cho lính gác đi lại kiểm soát, và từ trên cao đứng trên 4 tháp canh ở 4 góc đề lao, có khả năng quan sát toàn bộ phía trong và xung quanh phía ngoài nhà tù. Các phòng giam xà lim chật hẹp kiên cố, thiếu ánh sáng và rất mất vệ sinh, chế độ giam cầm hà khắc. Theo thiết kế ban đầu, nhà tù Hỏa Lò giam được khoảng 500 tù nhân, nhưng sau đó nhà tù đã liên tục cải tạo, thu hẹp diện tích nhà kho, trạm xá để thêm chỗ giam người. Nơi đây đã từng giam giữ một số lượng lớn tù nhân khắp các tỉnh miền Bắc với đủ loại, tù chính trị, tù binh, tù kinh tế, kể cả thành án và chưa kết án. Toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng nhà tù Hỏa Lò được cung cấp theo đúng tiêu chuẩn quy định. Theo thiết kế được toàn quyền Đông Dương phê duyệt thì nhà tù Hỏa Lò gồm nhiều hạng mục công trình. Bước qua khu vực cổng chính nhà tù là những dãy hành lang hẹp tối dẫn đến khu giam giữ tù nhân nam. Khu giam giữ được ngăn cách bởi một cánh cửa lớn kiên cố cao gần 4 mét, có hệ thống khóa sắt kiên cố, là nơi các tù nhân bị xiềng chân hai dãy liên tục trên các bục bê tông. Ánh sáng của khu này chỉ có từ các khung cửa sổ nhỏ, tạo nên một khung cảnh tối tăm u ám. Đế quốc Pháp sang cai trị Việt Nam, đầu tiên nó mở sở mật thám, nhà tù, trại giam để khủng bố, giam cầm các nhà yêu nước, các chiến sĩ cách mạng. Vậy nhà tù Hỏa Lò là một trong nhà tù kiên cố nhất Đông Dương. Chính cái gian nhà tù này, ông cùng giam với anh Đỗ Mười, Tổng Bí thư, anh Trần Đăng Ninh, cán bộ cao cấp của Đảng, anh Lê Tất Đắc, lúc ấy là thường vụ sứ ủy Trung Kỳ, sau này thứ trưởng Bộ Nội vụ, anh Tô Quang Đẩu, thường vụ Bắc Kỳ, sau này thứ trưởng Bộ Nội vụ, và nhiều cán bộ cao cấp khác của Đảng, của nhà nước. Sau ra tù, đại bộ phận là cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước. Cụ thể 5 đồng chí Tổng Bí thư của Đảng đều ở nhà tù mà ra, 12 đồng chí Bộ Chính trị cũng nhà tù mà ra,
Kế bên khu giam giữ chính là khu ca chốt hay ngục tối, chuyên dùng để giam những người tù bị trừng phạt vì vi phạm nội quy của nhà tù. Không ánh sáng, thiếu không khí, hai chân bị cùm trên sàn xi măng xây kiểu đặc biệt để đầu người tù thấp hơn phía chân gây choáng váng. Tiếp đó còn bị bỏ đói hoặc chỉ cho ăn mỗi bữa một ống bơ cơm nhạt. Người tù bị cùm suốt ngày đêm trong cảnh tối tăm hôi thối, thỉnh thoảng còn bị bọn cai ngục hắt nước lạnh ướt đầm đìa khi trời rét. Tù nữ ở khu riêng nhưng chế độ giam cầm sinh hoạt ăn uống, tắm rửa cũng không có gì hơn. Đáng thương nhất là số trẻ con phải theo mẹ ở tù. Cảnh chật chội tối tăm ngột ngạt khiến cho nhiều em bé ốm đau bệnh tật hoặc có khi bị bỏ đói mà chết. Trong khu gồm 9 trại giam người, từng trại biệt lập với những cánh cửa sắt bịt tôn với cửa sổ nhỏ xíu, rào chấn song lưới thép nhằm cản không khí và ánh sáng. Đây cũng là nơi đặt xà lim giam tù tử hình, thiết kế xây dựng đặc biệt kiên cố và có hầm tối với mục đích đầy đọa nhiều chiến sĩ cách mạng và các nhà yêu nước của Việt Nam như Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Hoàng Văn Thụ, v.v. Trước đây, trong nhà tù Hòa Lò có một số cây bàng cao tuổi, ước chừng khoảng gần 100 năm tuổi. Tuy nhiên hiện nay, tại di tích lịch sử, nhà tù chỉ còn lại một cây bàng. Ngay trên khu đất này, cây bàng này đã chứng kiến những điểm mốc lịch sử với bao nỗi niềm của các bạn tù nơi đây. Cây bàng này đã trở nên thân thiết với những người tù ở Hòa Lò, nhân hạt bàng dùng để bồi dưỡng những lúc yếu mệt. Vỏ bàng sắc nước uống, chữa ỉa chảy và kết lị. Nước sắc vỏ bàng rửa các vết thương vết loét. Dùng lá bàng bánh tè nhai nuốt hoặc sắc uống để chữa cảm cúm, làm cho da mồ hôi. Lá bàng tươi giã nát, hơ nóng, chườm và đắp vào những nơi đau nhất do đòn roi của bọn chúa ngục đánh đập. Không có đũa ăn thì dùng tạm cành bàng thay đũa. Cùng với khu di tích cách mạng, cây bàng này trở thành một di tích còn nguyên vẹn giá trị lịch sử, ghi sâu những tấm gương kiên trung của những anh hùng liệt sĩ đã tô đậm tinh thần yêu nước của bao thế hệ con người Việt Nam. Nói đến những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại nhà tù Hòa Lò, không thể không nhắc đến những cuộc vượt ngục ngoạn mục để trở về với các tổ chức đảng, với nhân dân, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của cách mạng. Nhà tù Hòa Lò với những bức tường cao, rào tre, hệ thống gông cùm, cửa sắt, chấn song kiên cố, lính tuần tra nghiêm ngặt. Vậy mà vẫn có tù nhân vượt ngục được. Thời nào cũng có những người tù vượt ngục thành công. Vụ vượt ngục của 16 tù tử hình qua đường cống ngầm trong đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 1951 là vụ vượt ngục làm chấn động không chỉ ở Việt Nam mà cả nước Pháp. Mặc dù chỉ có 5 chiến sĩ sống sót, nhưng điều đó cũng khiến thực dân Pháp khiếp sợ, choáng váng. Suốt hơn nửa thế kỷ, từ năm 1896 đến năm 1954, bọn giám thị, mật thám, cảnh sát, tình báo, quân báo Pháp thi thố những thủ đoạn tàn ác nhất, vô nhân đạo nhất với những người tù cách mạng. Chế độ ăn uống của những người tù rất tồi tệ, đời sống của tù nhân vô cùng cực khổ. Các hình phạt dã man mà thực dân Pháp áp dụng với những người tù cách mạng lúc bấy giờ không chỉ là đánh đập mà còn một số thủ đoạn khác như dìm đầu vào thùng nước, cho uống nước căng bụng hoặc cho tù nhân vào thùng phi đậy nắp lại và dùng gậy, búa, gõ cho inh tai nhức óc. Nhưng hình phạt rùng rợn nhất phải kể đến đó là xử chém. Chiếc máy chém hiện để ở Hỏa Lò hôm nay chính là chiếc máy chém từng hành quyết 7 chiến sĩ yêu nước trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội vào tháng 9 năm 1913 và 11 chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng vào tháng 1 năm 1930.
Đây là chiếc máy chém nguyên từ hồi đế quốc Pháp, chứ không phải là phục chế. Chính chiếc máy chém này, nó đã mang lên Yên Bái, sau khởi nghĩa Yên Bái chặt đầu 17 nhà yêu nước ở Yên Bái. Chính cái máy chém này, nó đã mang đi Hải Phòng, chặt đầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân. Đầu nó quất vào sông Tam Bạc, sau thủ cấp trôi ra rồi. Thằng đội công nó sẽ chỉ huy giật cây này. Và có 5 phút, nó chặt đầu 7 nhà yêu nước ta ngay cổng Hà Lò trong 5 phút, cũng cái máy chém này đây. Và anh Hoàng Tôn dùng cái máy chém này nó chặt đầu đồng chí Hoàng Tôn ra ngay trong cổng Hà Lò. Dưới chế độ tàn bạo và dã man của nhà tù Hòa Lò, các chiến sĩ cách mạng vẫn hoạt động đấu tranh mạnh mẽ. Mỗi cuộc đấu tranh đều phải trả bằng máu, nhưng lại thêm một lần, ý chí cách mạng lại được tôi luyện, tinh thần kiên trung bất khuất của những người tù càng vững vàng hơn. Hơn hết, các chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành trường học, rèn luyện tư tưởng, ý chí đấu tranh và trường học văn hóa. Riêng với Hà Nội, nhà tù Hòa Lò còn có sự gắn bó đặc biệt vì chính nơi đây đã từng giam giữ đầy đọa nhưng cũng là nơi rèn luyện tỏa sáng chí khí cách mạng kiên trung của 5 Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 21 Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Sau bao năm trường kỳ gian khổ, cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi hoàn toàn. Những cán bộ chiến sĩ bị bắt giữ được giải thoát. Năm 1993, 2/3 diện tích nhà tù đã được tháo dỡ để xây dựng tháp Hà Nội. Góc phía Đông Nam được giữ lại và trở thành di tích lịch sử Hòa Lò và đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị tù đầy, những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhà tù Hạ Lò giờ đây đã trở thành khu bảo tàng, nơi lưu giữ những vết tích tàn ác dã man của thực dân Pháp xâm lược, và cũng là nơi vinh danh những chiến sĩ cách mạng kiên trung bất khuất. Nơi đây không những là một trường học cách mạng kiệt xuất cho những tấm lòng yêu nước trong thời kỳ kháng chiến, mà còn là trường học cho thế hệ trẻ hôm nay, giúp tuổi trẻ Việt Nam nâng cao lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Đến nay, khu di tích Hòa Lò hiện còn khá nhiều tư liệu quý, được trưng bày khoa học, là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến thủ đô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!